nghiệp thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Mời thầy Nguyễn Văn Gắng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc. Và
Và sau đây xin được trân trọng kính mời các bạn học sinh của lớp A, lớp B, lớp C, lớp D. Chúng ta hãy cùng trao hoa để kính tặng các thầy cô. Dưới chúng ta có thể vỗ tay theo nhịp để chúc mừng sự hiện diện của các thầy cô trên sân khấu được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn các cô ạ. Xin được cảm ơn các thầy và các bạn chúng ta đã hiện diện trên sân khấu này ạ. Sau đây, chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy cô là ban đại diện cho ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc và trường Tiểu học Vĩnh Ngọc lên trên sân khấu để chúng em được trao những tình cảm của các bạn học sinh liên khóa đối với công tác khuyến học giáo dục của nhà trường. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô. Sau đây, chúng em xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, cô phó bí thư Nguyễn Thị Dung, phó bí thư chi bộ của trường. Và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Đăng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc ạ. Và sau đây xin được mời bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng, bạn Nguyễn Như Trung đại diện cho ban liên lạc tặng quà kỷ niệm cho nhà trường ạ. Mời chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những món quà của niên khóa 9397 dành tặng cho quý khuyến học của xã Vĩnh Ngọc ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thị Dung và thầy Nguyễn Văn Cắn. Và kính thưa quý vị, để tri ân và ghi nhớ công ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em, các thế hệ học trò của quê hương Vĩnh Ngọc thân yêu, chúng em cũng xin dành một chút tình cảm gửi tặng hội cựu giáo chức xã Vĩnh Ngọc chút quà nhỏ, kính mong các thầy cô đón nhận tình cảm của chúng em. Chúng em xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Trang, chủ tịch hội cựu giáo chức xã Vĩnh Ngọc lên sân khấu để chúng em được gửi gắm tình cảm tới các thầy cô trong hội cựu giáo chức xã Vĩnh Ngọc. Xin được trân trọng kính mời cô. Xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Huỳnh Điệp và bạn Trần Văn Thái lên tặng quà kỷ niệm trong hội giáo chức. Vâng, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng món quà dành cho hội cựu giáo chức xã Vĩnh Ngọc ạ. Giờ chia tay đã đến bạn ơi,
Mới đây thôi ta còn với nhau, giờ chia tay đã đến bạn ơi. Mới hôm qua ta cùng với nhau, tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn hẹn lời xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hẹn ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi luôn bình an. Chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau, tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn hẹn ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hẹn ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi. Bước trên đường bạn hẹn